Sáng ngày 8 tháng 10, Ủy ban Nhân dân xã Thượng Hóa, huyện miền núi Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, đường vào bản làng đồng bào Rục đang bị sạt lở nghiêm trọng với hàng chục tấn đá từ hai bên mái núi rơi xuống, cô lập khoảng 800 người dân và đồn biên phòng Cà Sèn với bên ngoài. Ông Trần Xuân Tư, trưởng bản Ón cho biết, ở khu vực Cua Tay Áo, nơi đỉnh cao nhất của đường vào đồng bào Rục, xuất hiện rất nhiều khối đá vôi rơi từ độ cao 30 đến 40 mét, chắn ngang nền đường, cô lập ba bản, không thể thông thương đi lại bình thường. Ông Trần Văn Liệu, một người dân bản Ón cho biết, hiện đất đá vẫn tiếp tục rơi rải rác xuống nền đường. Người dân có việc quan trọng phải nhờ bà con dân bản giúp khiêng xe máy qua vùng sạt lở đá, để ra ngoài rất nguy hiểm. Ủy ban Nhân dân xã Thượng Hóa đang cho triển khai cắm biển cảnh báo, báo cáo lên Ủy ban Nhân dân huyện Minh Hóa, chuẩn bị phương tiện giải phóng đá sạt lở khi đá vôi ngừng rơi.